Đấy. Các bạn nhìn thấy món mướp đắng của mình hấp dẫn không? Rất đơn giản thôi nhưng mà rất là ngon. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của Phùng Tấn. Mình có video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn món mướp đắng nhồi thịt rồi, rất là ngon. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cái món mướp đắng xào trứng. Mướp đắng đây thì miền Bắc mình gọi là mướp đắng, còn miền Nam thì gọi cái mướp đắng này là khổ qua. Thì cái mướp đắng này thì cái món này thì ăn rất tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Ai mà chưa ăn được mướp đắng thì ăn nó khó ăn, nhưng mà ăn được rồi là rất nghiện đấy. Mình ăn cái mướp đắng này mình là rất nghiện. Đấy, thì để giới thiệu cho các bạn cái mướp đắng thì mình giới thiệu rất nhanh để cho các bạn mất thời gian của các bạn. Mình chuẩn bị 3 quả mướp đắng này. Đấy, một ít hành này. Đấy, hành lá thì nữa xào xong thì gần xong mình cho vào. Và một ít bột canh. Một ít nước mắm. Một ít hành lên. Và nguyên liệu chính là mướp đắng và trứng gà. Đây mình có 2 quả trứng gà. Gà này của mình gà đỏ, nếu các bạn mà kiếm được trứng gà ta thì tuyệt vời. Chính vì trứng gà này thì nó không được đỏ như trứng gà ta. Đấy thì mình ở nhà hàng tiện có cái ít dầu điều thì mình sẽ cho ít dầu điều vào của trứng cho nó màu cho nó đẹp. Đấy, còn trong gia đình thì các bạn không có cái dầu điều thì không sao cả. Đây là mình chuẩn bị 3 con nhánh hành khô. Đấy, thì mình phi lên cho nó thơm. Và ít hạt tiêu. Đấy, gia vị rất đơn giản như thế thôi. Bây giờ trước khi xào cái mướp đắng này thì mình sẽ bổ cái mướp đắng này ra nhé. Mình cắt bỏ ít đầu ít đuôi. Bổ cái mướp đắng này ra. Ở đây là có cái ruột bân, có thể lấy cái thìa bạn nào vào cái này nó đơn giản thôi, lấy tay cái thìa ấy được thôi, không cần đấy. Đấy, các bạn lấy thìa xong. Ok. Mướp đây thì mình đã bỏ hết ruột ở trong rồi. Thì cái này thì các bạn thấy như thế này thẳng lên được. Thẻ chéo thì cũng được, mình thích thẻ chéo bởi vì thẻ chéo thì nhìn nó sẽ to hơn, nó sẽ đẹp hơn. Đấy, mình thẻ chéo nhé. Các bạn thái vừa vừa, nó không dày quá, không mỏng quá. Đây mình thái như này thì là dễ. Các bạn xem kênh của Phùng Tấn thấy hữu ích thì nhớ đăng ký chia sẻ giúp Phùng Tấn. Mà hôm nay ngày cuối cùng của gần 1-2 ngày cuối cùng làm ở nhà hàng mà view xuống thấp quá. Sắp sửa chết đói mất rồi. Thì mướp đắng này thì các bạn có thể xào với thịt được nhé. Thịt bò, thịt lợn hoặc là xào cả trứng, cả thịt băm cũng được. Các bạn thích ăn gì các bạn xào vào cái đấy nhé. Rất đơn giản. Đấy, hôm nay có 3 quả mướp đắng mà hơi nhiều nhỉ. Hơi nhiều. Ok. Đấy, bây giờ mình đập quả trứng ra nhé. Sau khi đập trứng ra thì mình cho một ít mấy giọt dầu điều vào. Đấy, để lấy màu của nó. Rồi ok. Bây giờ mình ngoáng cái trứng lên. Lấy cho anh lấy cho chú cái đũa cho ngoáng cái trứng lên cái. Rồi. Cậu gái xinh đẹp. Đến giờ thì tự làm nữa mà. Đấy, trứng mình vừa đánh lên rồi. Bây giờ mình sẽ thái cái hành này. Cái hành này thì các bạn cũng có thể thái nhỏ, cũng có thể thái dài. Mình thái dài thì để cho nó hợp với cái mướp đắng này nhé, nhìn cho nó đẹp. Đấy, thái khúc. Đồ xào thì thường thường cái khúc này thì nó sẽ hợp lý hơn. Để đây. Đấy, còn cái hành này thì mình sẽ thái lên để cho mình phi cho nó thơm. Ok, bây giờ mình sẽ cho vào mình xào nhé. Đấy, bây giờ mình cho vào mình xào nhé. Xào cái này thì các bạn mà có chả giống dính được thì các bạn xào lại càng tốt. Đấy, bởi vì trứng thì nó hay bị sát. Mình cho vào mình đi hành cho thơm. Sau khi phi hành thơm rồi thì mình sẽ cho mướp đắng vào luôn. Mình sẽ cho một ít nước lọc vào để cho nó xanh cái mướp đắng nhé. Sau khi cho hành rồi thì mình sẽ cho gia vị. Hành nêm này.
bột canh này, một ít nước mắm này, mướp đắng này thì các bạn không nên xào chín quá thì nó sẽ đỏ, mướp đắng sẽ xấu, rất xấu. Mướp đắng người ta còn ăn sống được mà, mình xào chín tới thôi. Sau khi đảo ngấm gia vị rồi thì các bạn cho trứng luôn vào. Sau khi cho trứng thì các bạn cho hành luôn vào nhé, bởi vì là cái trứng nó nhanh, rất nhanh chín, mướp đắng nhanh chín. Các bạn xào hơi khô khô một tí, đừng có khô quá mà đừng có ướt, ướt quá thì cái trứng để nguội một cái là nó tanh. Cà tiêu thì các bạn có thể cho, có thể không. Ok, thế là xong rồi đấy, bây giờ mình cho ra nhé. Cái mình vừa hoàn thành cái món mướp đắng xào trứng rồi. Đấy. Rất là ngon, rất xanh. Các bạn nhớ là xào cái mướp đắng này thì cái quan trọng nhất là mình xào nhanh tay. Thứ hai là lúc mình xào mình cho một ít tí nước vào thì nó sẽ không bị vàng cái mướp đắng. Mà xào các bạn đừng xào chín quá, xào chín tới thôi. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công với món mướp đắng xào trứng này. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.